chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với bài số 7 trong chương trình chữ Hán của N5 cùng với mình Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về 5 động từ 5 chữ Hán thể hiện cho 5 động từ Thứ nhất động từ viết, này, động từ ăn, động từ uống, động từ nhìn, động từ nghe Và cuối cùng là một tính từ thôi nhưng mà vì nó ghép được với cả một từ vựng đi với cái số 5 này Thế nên là hôm nay mình sẽ dạy luôn cái từ này trong cái bài học về những cái động từ này hay và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên trên bảng để cùng nhau nhìn về chữ Hán đầu tiên nhá. Chữ đầu tiên đó là chữ có âm Hán Việt là thư. Thư này là thư gì nhỉ mọi người nhỉ? Thư này chúng ta sẽ là những là động từ gì đây nhỉ? Động từ viết. Viết trong um, Kakimas, động từ Kakimas và thư là thể hiện cho viết này, hè cho sổ sách nhá. À, thế thì những à, hôm nay khi mà học bài 7 này tức là chúng ta đang học đến bài số 12 của Minano Nihongo rồi phải không nào? Và khi mà học đến bài 12 của Minano Nihongo thì chúng ta đã gặp những cái từ vựng có gạch chân ở trên đây là những từ vựng mà có sự xuất hiện của chữ thư này các bạn nhìn thấy không? Đó, đoán ra chữ này chữ gì không nhỉ? Rồi, từ điển là gì nhỉ mọi người nhỉ? Từ điển, có nhớ từ điển là gì không? Hay, hay là gì nhỉ? Thư viện là gì? Thư viện và gì nhỉ? Động từ viết là gì nhỉ? là kakimasu phải không nào? Thế còn những cái này chúng ta sẽ gặp về sau này nữa nhá. Hay, thế thì giống như mọi lần chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cùng lên trên bảng để nhìn về cách viết của nó này. Thứ nhất các bạn nhìn về cách viết của nó nhá. À, khi mà gì đấy nhỉ? Khi mà cái hôm mà dạy về các bộ thủ của nó rồi thì mình cũng có dạy cho các bạn về cái bộ này đúng không nào? Đây là thể hiện cho cái gì đấy nhỉ? Bút viết đúng nào, bút viết và bên dưới chữ nhật của chúng ta nhá. Thế thì à, bây giờ chúng ta cùng nhau tưởng tượng này. Các bạn nhìn thấy có mấy ghét nét đây ở bên trên này nhá. Một này. 2 ba, bốn, 5 và một nét sổ thẳng đúng không nào? Chúng ta tưởng tượng đây giống như là năm ngón tay trên một bàn tay đúng không nào? Còn đây là cái nét dài dài ra như kiểu cái cái cổ tay á. Năm ngón tay trên một bàn tay và và gì nhỉ? Và đang cầm một cái, cầm một cái bút để để gì nhỉ? Để viết, viết gì? Viết chữ Nhật nhá. Được chưa nào? một bàn tay năm ngón đúng nào các bạn nhớ phải đếm đủ năm gạch cho mình nhá một bàn tay năm ngón và để cầm một cái bút để viết chữ chữ nhật ngày xưa khi mà mình mới học thì mình nhớ đó là gì nhỉ khi mà viết chữ hán này mình rất là hay bị nhầm xem là trên này có bao nhiêu nét bao nhiêu gạch vân 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 các kiểu các kiểu đúng nào tuy nhiên thì các bạn sẽ nhớ cho mình nhá chúng ta có năm gạch nằm ngang tương đương với năm ngón tay đang cầm một cái gì nhỉ một cái bút để viết chữ nhật được chưa nào thế là mình sẽ nhớ luôn không bao giờ bị nhầm nhá Hãy Thế còn về cách viết của nó chúng ta sẽ nhìn thấy cách viết đơn giản nhất À cách đọc đơn giản nhất là từ kakimas là gì nhỉ? Là động từ viết cái gì đó đúng nào? Tegami o kakimasu là mình viết thư đúng nào? Thế còn chữ thư này khi mà gặp nó ghép với bất kỳ một chữ hán nào để thành một tạo thành một cụm từ có nghĩa Thì chúng ta sẽ thấy cách đọc của nó là sho không có trường âm nhá Sho thì đến ngày hôm nay chúng ta gặp hai từ này rồi Chúng ta có từ, từ điển sẽ là jisho Né, jisho còn gì nhỉ? Thư viện sẽ là gì nhỉ? Tô sô cạng tô sô cạng Các bạn nhìn thấy không? Cái chữ thư này đều đọc là sô hết nhá Sô Còn sau này mình sẽ học từ den số sô này denseji sổ này là gì nhỉ? Là à, từ điển điện tử này hay là setsume sổ. Sổ này là kiểu như là nhờ, nó nó đứng ở cuối chỗ này setsume sổ là sách hay là một cái quyển tập hướng dẫn đúng nào? Giải thích hướng dẫn này hay là hosho sổ né Giấy bảo hành này, gyo siêu sổ sẽ là gì nhỉ? Là hóa đơn. Thì tất cả những từ này sau này mình sẽ gặp nên các bạn không cần phải lo lắng gì cả. Được nào? Chúng ta chỉ cần nhớ hôm nay là kakimasu kakimatsu Jisho và Toshokan Nhớ nhá, những cái từ này khi mà ghép với nó đều đọc là Show hết, đúng nào? Hãy và cùng nhau ôn lại về ba cái từ được gạch chân ở đây nhá Sẽ là gì nhỉ? Một là Jisho nhỉ? Jisho Thứ hai là gì nhỉ? Thư viện là gì nhỉ mọi người nhỉ? Thư viện là Toshokan Đúng nào? to-show Toshokan Không có trường âm nhá Toshokan Và động từ viết sẽ là Kakimasu ne Kakimasu Kakimasu ne được chưa nào? Rồi Tất cả những thứ này là quả sổ hết nhá Hay, thế là chúng ta đã xong chữ hán đầu tiên của bài ngày hôm nay rồi Bây giờ mình sẽ bước sang chữ hán thứ hai nhá Đó là chữ hán thể hiện cho chữ ăn Ăn là gì nhỉ? Ăn chúng ta có âm hán Việt là thực Thực mình sẽ nghe nhiều trong mặt thực phẩm Đúng nào? Thực phẩm có thực mới vực được đạo ấy, có ăn thì mới gì đấy làm việc được đúng không nào? Thế thì đến ngày hôm nay đến bài số 12 thì chúng ta đã học những chữ hán, à những từ vựng có nó có từ thực này ví dụ như là Shokudo là gì nhỉ? Nhà ăn này Thấy chưa nào? Hay là động từ tabemas hay là tabemono Đúng nào? Tabemono là đồ ăn đúng không? Hay, thế còn chỗ này mình có từ shokuji này, te shoku này, Washoku và gì nhỉ? Yoshoku Washoku và yoshoku là một cặp đúng nào? Đồ ăn của Nhật và đồ ăn phương Tây đúng nào? À, hay, te shoku là suất ăn này, shokuji shimasu là, là đi dùng bữa đúng nào? Nó cũng bằng với từ tabemas thì những cái từ này chúng ta sẽ gặp sau này, được chưa? Hay, thế bây giờ mọi người cùng nhau nhìn lên bảng để chúng ta cùng nhau nhìn về cách viết nhá Khi mà dạy về các bộ thủ thì chúng ta đã gặp nguyên cái từ này rồi đúng không nào? Nguyên cái từ này đã là một một bộ thủ và nó có nghĩa là gì nhỉ? Là ăn, từ tabemas này Thế thì bây giờ làm thế nào để nhớ chữ hán này bây giờ mọi người nhỉ? Đầu tiên tập viết lại nhá Một nét, hai nét, ba nét, rồi Mọi người tập viết vào vở đi Chúng ta tập viết vào nhá Nào tập viết thật nhiều để cho nó quen tay đúng không nào? Bây giờ bắt đầu càng về sau càng thấy những chữ Hán mà nó đúng ra chất chữ Hán đúng không nào Chúng ta viết giống như những ông đồ Đúng không? Đấy. Rồi, sau này mình còn đi cho chữ hay những cái chữ Học chữ Hán này xong rồi mình còn về dạy được các cụ đang học chữ nho đấy chẳng hạn đúng không nào Đấy, thế từ thà bê mát này phải nhớ như thế nào bây giờ nhỉ? À, sau này nhá, có một cái như thế này Cái từ sau này khi mà chúng ta học lên N mấy nhỉ? N3 thì các bạn sẽ thấy là cái bên trong của cái cái bên trong này của cái chữ thực này thì nó có nghĩa là lương là tốt được nhỉ? Nghĩa là tốt mà các bạn nghe từ y đấy, cái từ từ y ấy, mà đọc cái đọc là yoi ấy, yo này. này. Thì có nghĩa là lương nhá, là tốt. À trên này có cái mái đúng không nào? À gì nhỉ? Con người thì cần phải ăn thì mới mới tốt được đúng không nào? Ăn thì mới tốt được, tức là hay là đã ăn thì phải ăn những cái đồ đồ tốt không được ăn những cái đồ đồ không tốt đúng không thì đó là về chữ thực của chúng ta nhá hay là ngoài ra các bạn có thể có một cách nhớ như sau đó là gì nhỉ việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm được khi ở trong nhà đó là gì nhỉ đó là ăn nhá đó là ăn hay đó là về cách nhớ chữ hán còn về cách đọc chữ hán thì chúng ta có những cách đọc như sau thứ nhất cách đọc là gì nhỉ thabemas là âm thuần nhật đúng không nào khi đứng một mình à, chúng ta có động từ thabemas là ăn hay là từ tabemono tabemono sẽ là đồ ăn đồ ăn hay. cứ từ mono cộng với từ um, động từ bỏ mát như này chúng ta sẽ có cái là gì nhỉ đồ ví dụ đồ uống sẽ là nomimono đúng không nào hay là nhà ăn sẽ là gì nhỉ các bạn thấy cách đọc khi mà nó ghép với những chữ hán khác đều đọc là shoku nhé shokuji à đây gomenasai đây là shokudo nhỉ Shokudo là nhà ăn đúng nào Còn shokuji là đằng sau này Shokuji <.alyse> này thì mới là mới là dùng bữa nhá Tiếp theo chúng ta có từ te shoku Những từ này thì mình giới thiệu thôi Các bạn không cần nhớ cũng được nhá Te shoku sau này mình sẽ học lại mà Te shoku là xuất ăn đúng nào Washoku shoku là đồ ăn nhật Và yoshoku <laughs> <đồ ăn> <laughs> <Giul -ashi question> Yoshoku là đồ ăn phương Tây Đúng nào Yoshoku Hay, Đó là về chữ thực Mình sẽ cùng nhau ôn lại một lượt nhá Ba chữ này nè Đầu tiên nhà ăn là gì nhỉ mọi người nhỉ? Hãy nhà ăn là Shokudo Mọi người thấy không? Trong các bài học của chúng ta đúng không? Lúc nào cũng gì nhỉ? Cũng cứ ôn đi ôn lại những cái từ vựng như thế này đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ số 2 Từ này là gì nhỉ? Động từ ăn phải không? Động từ ăn sẽ là Tabemas nhé Tabemas Và đồ ăn sẽ là Ôn lại một chút vừa nãy vừa nói rồi Đó là gì nhỉ? Tabemono Ok uh, Tabemono còn đây, sau này khi mà mình học lại mình sẽ trở lại những chữ này nhá Ok, đó là về chữ thực của chúng ta Bây giờ mình sẽ bước sang chữ ẩm Đã có ăn thì phải có uống đúng không nào Và chữ uống đấy âm hắn Việt là ẩm Ok à, Đến ngày hôm nay khi mà học đến bài 12 Chúng ta sẽ gặp những cái từ vựng có chữ ẩm như sau Thứ nhất là từ uống sẽ là động từ nomimas đúng không nào Hay là mình vừa mới giới thiệu luôn đó là từ nomimono là gì nhỉ Là đồ uống Và ngoài ra sau này mình cũng sẽ học cái từ này đó là nomihodai nó tài là gì nhỉ là như kiểu làm à, à, buffet đúng không đi mình đi vào mình uống thoải mái đấy nhé một cái vào suất ăn mà à suất uống có thể uống thoải mái những cái đồ uống có trong trong cửa hàng đó hay thì chúng ta cùng nhau nhìn thấy cách viết của nó đã nhé cách viết của chữ uống thì nó hơi phức tạp hơn chữ ăn một chút nhưng mà cái phần đầu tiên nó cũng gần gần giống chữ ăn mọi người ạ bây mình sẽ cùng nhau tập viết đã nhé rồi tập viết đây cũng là một bộ gì nhỉ bộ giống như là bộ bộ à, thực vừa nãy nó đều có nghĩa là ăn uống cả cái nửa này và cả cái chữ ăn vừa nãy thì nó đều có nghĩa là ăn uống nhá cứ nhìn thấy cái này là ăn uống được chưa nhỉ cái này nghĩa là ăn uống nhá bây giờ chữ gì đây đằng sau này sẽ là gì nhỉ chữ này là chữ thiếu mọi người ạ. là thiếu có ý nghĩa là thiếu nhá. Thế thì bây giờ chúng ta ăn đúng là Chúng ta ăn thì nếu mà không uống đúng là Nếu mà không uống thì nó cứ thấy thiếu thiếu thế nào ạ? Đúng là Ăn cơm không có canh thì sẽ thấy bị cảm giác thiếu thiếu thế nào đúng không? Thì đó là chữ uống của chúng ta ăn mà không có uống thì sẽ thấy thiếu thiếu thế nào ạ? Nhá. Hay hay là chúng ta nhìn tưởng tượng hơn một chút thì chúng ta nhìn thấy bên trong này nhá. Nếu các bạn mà không không hiểu được cái chữ này vẫn chưa biết được cái chữ này nghĩa là chữ thiếu thì chúng ta sẽ nhìn thấy bên trong này là gì đây nhỉ? người đúng nào và trong cái tay này à và trong phần trên giống như cái tay của mình đúng không cái tay của mình đang đang cầm đồ uống lên để uống đó nhá người đang dùng tay cầm đồ uống lên để uống được chưa nào đó là chữ ẩm của mình hay bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn về cách đọc của nó này cách đọc trong bài ngày hôm nay thì mình chủ yếu sẽ giới thiệu về cách đọc của nó là theo cách đọc là nomimas này thôi nhá còn cái cách đọc là in thì sau này khi mà mình lên N3, N2 mình gặp rất là nhiều những từ vựng khác thì mình sẽ biết cái cái cách dùng của nó à, tức là một vài từ bụng mà có sự xuất hiện à, có cách đọc là in như thế này thứ tiên mình sẽ cùng nhau đọc nhá thứ nhất là nomimas rồi nomimas là uống đúng nào bây giờ nomimono so nomimono và sau này mình sẽ học từ hô đài này hô đài chúng ta có từ thá hô đài hay là nomi hô đài còn chỗ này thì vẫn đọc là nomi thôi đúng nào nomi hô đài nào ôn lại một lần nữa nhá thôi mình sẽ không viết ra nhá mời mọi người cùng nhau đọc nào một là gì nhỉ? Xin mời Một lá So Nomimasu Hai lá Nomimono Rồi Và ba vẫn đọc là Là Nomi đúng không nào Nomi hô đài Nhá Nomi hô đài Hay, Thế là đi được nửa của vài ngày hôm nay rồi Mọi người cố lên nhá Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang chữ Hán số 4 ngày hôm nay Đó là chữ có phần Việt là kiến Kiến là gì nhỉ? Kiến là chứng kiến, là nhìn và động từ nhìn của chúng ta là động từ gì đây nhỉ? Động từ MIMAS, phải không nào? Các bạn nhìn thấy từ MIMAS đây này Hay là trong mấy bài đầu mình đã gặp ngay từ MISETE KUDASAI là cho tôi xem, đúng không nào? Hay là OHANAMI Trong cái bài đọc hiểu của thầy Nghĩa Thì các bạn sẽ gặp ngay cái bài Có nói về gì nhỉ? OHANAMI là đi ngắm hoa anh đào, đúng không nào? Hay, à, ok Rồi, đằng sau cũng đều là một cái bài một Cách đọc là MIMAS hết này MI này, MI này, Mi này đây cũng là mi này đây cũng là mi luôn này và còn âm đọc khi mà nó đây cũng là mi có khi đọc mà nó ghép với những chữ hán khác đọc như thế thì tí nữa chúng ta sẽ cùng xem lại ở phần cách đọc nhá về cách viết của chữ này thì chúng ta đã đọc rồi trong cái hôm mà mình giới thiệu với các bạn về các mộ thủ đúng không nào thế bạn chúng ta cùng nhau nhìn lên trên nhá trên này là cái mắt mọi người ạ mắt vì sao lại là mắt vì con mắt của chúng ta đây đúng không đấy đấy vẽ một tí cho nó giải lao một tí nhá xong rồi con mắt trắng trắng ở đây đúng không? Mọi người ấy chia làm 3 phần không? Thế là quay ngang thì nhìn giống y hệt con mắt luôn. Đó, con mắt. Đấy, con mắt của mình đấy. Rồi, đằng dưới này chúng ta đã học trong bộ thủ đây là cái gì nhỉ? Đây là đôi bàn chân đúng không nào? Thì bây giờ à, chúng ta tưởng tượng như này, mình đứng đúng không? Mình chống mắt lên và mình gì đây? Ừ, dùng chân mình chống mắt lên để mình mình xem mi né nhé. Hay thú vị như vậy đúng không nào? Ok và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về những cái ví dụ của nó À không phải ví dụ mà là về cách đọc của nó Chủ yếu thì đến ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp về cách đọc là Cách đọc là mi với cái từ kiến này Mi kudasai là hãy cho tôi xem Rồi đều là mi hết chỗ này nhá Mi mas là nhìn Ohanami là gì nhỉ Ohanami là, là ngắm hoa anh đào Rồi Mi là có thể nhìn thấy này Hay là Yume o mimas là nằm mơ này, mitsuke mas là tìm thấy này, mitsukari mas là được tìm thấy này. Còn omiai, omiai là, là gì nhỉ? Omiai là đi xem mặt này. Còn omimai sẽ là gì nhỉ? Đi thăm người ốm. Thế thì cho đến bài ngày hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ đến từ ohanami cho mình thôi nhá. Còn những cái sau mình giới thiệu thêm thôi cho mọi người biết. Hay thế còn à, khi mà nó ghép vào những chữ Hán khác để tạo thành một từ vựng thì nó sẽ có cách đọc là ken, đúng nào? Ken, ken các cử trong bài 16 các bạn đã gặp lại từ này rồi. Ken các cử là đi kiến tập đúng nào? Đi kiến tập hay là ví dụ như là uh, đi đến thực tập xong rồi mình vào mình xem đúng nào xem xem ví dụ xem là đi kiến tập làm giáo viên thì mình sẽ vào xem giờ học dựng giờ học của giáo viên khác để mình học tập đúng nào hay là ý iken". iken là ý kiến đúng nào Hạc kênh là phát hiện ra Hai kênh này là gì nhỉ? Là khiêm nhường ngữ chúng ta sẽ gặp lại Khiêm nhường ngữ của động từ mimas chúng ta sẽ gặp ở tận bài 50 cơ Nhá Tóm lại ngày hôm nay các bạn nhớ cho mình những từ này Đúng nào? Những từ mà đã được gạch chân như thế này thôi Đó Đầu tiên là gì nhỉ? Nào Cho tôi xem là gì nhỉ? Misete kudasai so, Dô Misete kudasai Tiếp theo nhìn sẽ là mimas đấy Mimas và ngắm hoa anh đào sẽ là hanami, ohanami oh Được chưa nào? Ohanami oh Rồi, ok Đó là về chữ kiến của mình nhá Thế còn bây giờ chúng ta nhìn rồi bây giờ mình sẽ học về động từ Một động từ khác đó là động từ nghe Thế bây giờ à, đến ngày hôm nay chúng ta đã gặp những cái động từ nghe là gì nhỉ? Kikimasu, đúng không nào? Kikimasu Ờ, đây bị lặp lại đúng không? Hai từ này giống nhau kikimas và một từ trong từ gì nhỉ? Từ shimbu. Thế đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó nhá Cách viết là gì nhỉ? Đầu tiên bên ngoài này là cái gì đấy? Bộ trong bộ thủ học rồi đây là cái gì nhỉ? Cái cổng đúng nào cái cổng thế bây giờ ừ. ở giữa này đôi gì nhỉ đôi tai cũng trong bộ thủ học rồi đúng nào đôi tai thế bây giờ mình tưởng tượng như này ngày xưa mấy anh học trò nghèo không có tiền đi học ở việt nam rất hay có những câu chuyện là anh học trò nghèo không có tiền đi học thế là gì nhỉ đứng ở ngoài cánh cửa để nghe thầy giáo giảng bài đúng nào đó, thì mình tưởng tượng như thế này nhá Mình đứng ở ngoài cánh cửa, cánh cổng Lúc nào mình nghe thầy giáo giảng bài Ở đây chắc không có bạn nào cần phải Đứng ở ngoài cổng để nghe cô Thanh giảng bài Đúng không nào? Nhớ chưa nào? Đầu tiên chữ Kikimasu sẽ là gì nhỉ? Là cái cánh cổng của chúng ta, đúng không nào? Sau đó thì sẽ là sẽ là cái tai nhá Đôi tai thì dùng để nghe, được chưa nào? Đấy, thế thì về cách đọc của nó Chúng ta sẽ nhìn thấy đây Đó là chủ yếu là Ki thôi Kikimasu, né? Kikimasu và kikoemas, Được chưa nào? À, còn bưng trong cách đọc là sim bưng sim bưng thì tí nữa mình sẽ học từ xin này sau nhé bây giờ mình sẽ đọc từ bưng này trước đúng không nào bưng hãy mọi người cùng nhau ôn lại với cách đọc một chút nhá xin mời mọi người cùng nhau đọc nào thứ nhất là sim bưng đọc luôn nhá sim bưng tiếp theo là gì nhỉ hai này giống nhau là gì nhỉ ki kikimas và kikoemas kikoemas hình như là học luận bài 26 các mọi người ạ nhá bài 26 ok hay, và chúng ta sẽ đi đến chữ Hán cuối cùng ngày hôm nay đó là chữ Tân Tân là gì? Tân này sẽ là một từ hoặc là động từ trong bài ngày hôm nay như trong bài ngày hôm nay Một với các từ khác nữa Mà Tân nghĩa là mới nhá, tân, tân trang đấy, mới đúng nào Thế thì cụ thể thì hôm nay, chúng đến ngày hôm nay chúng ta đã học gặp, gặp những chữ Hán À những từ vựng mà có chữ Hán này, ví dụ như là xin bưng này vừa nãy nói là báo này Hay là xin sen, chúng ta thấy từ xin đây đó hay là một cái từ tính từ là atarashi ghi luôn đây nhá <laughs> atarashi các bạn thấy không cứ ghép vào những chữ hán khác đọc là xin như này đúng không nào còn đúng một mình sẽ đọc là atarashi là tính từ đúng không nào thế còn xin uh, bưng xạ này là công ty báo đúng không hay là sinh niên cài là tiệc tân niên nhá tiệc tân niên rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó đã nhá đây là đứng đúng không nào bên trên là chữ lập bên dưới là chữ mộc và đằng sau là một cái dìu về Bề... hãy làm nào liên kết để ra được cái chữ này có nghĩa là mới bây giờ nhỉ bây giờ một người đúng nào người đi ra đứng cạnh cái cây để chặt cây à, cầm cái dìu để chặt cây xong về xây xây nhà mới <laughs> xây nhà mới đó là chữ tân của chúng ta nhé nào với mọi người tưởng tượng nhé một người đúng không đi ra đứng cạnh cái cây rồi cầm cái dìu chặt cái cây ấy về để xây nhà mới là chữ tân của mình nhá. Tất nhiên là đôi khi các bạn sẽ thấy những câu chuyện có thể nó thú vị, có thể nó cũng không thú vị mà cũng có thể thấy nó vô lý đúng không nào? Tuy nhiên thì đây là một cách để chúng ta có thể nhớ thêm một từ vựng nên các bạn cũng có thể cũng có thể lựa chọn xem là mình có nên nhớ cách này không đúng không? Không nhớ cách này cũng chẳng sao nếu mà các bạn tự biết được nhá. Hai, tiếp theo chúng ta nhìn về cách đọc của nó, chúng ta có từ đầu tiên là từ atarashi, rồi từ này sẽ đọc là atara và bên ngoài thò ra chữ si đúng không nào? Atarashi Từ ngày hôm nay các bạn đã quen với cách dạy của mình chưa? Hay. Có điều gì khó khăn thì nhớ comment xuống bên dưới bao giờ mình sẽ giải đáp cho nhá Hai, Tiếp theo âm ôn sẽ là Shinbun ừ. Shinbun đúng là Shin Rồi. Hay là Shin Kang Sen Chữ Kang Sen nhìn khó quá đúng nào Nhưng mà bây giờ các bạn biết được cái từ gì nhỉ? Biết được cái từ à, này cái từ gì nhỉ từ tàu siêu tốc là sinh căng sen rồi đúng không bây giờ các bạn nhìn chữ này thấy à hình như chữ này là chữ tàu siêu tốc thì phải thêm mình đọc luôn được là sinh căng sen đúng không nào còn sau này mình sẽ học là sinh sinh bưng xạ đấy chỗ này vẫn là sim này sinh bưng xạ và cuối cùng có sinh nên cài thì sau này mình sẽ học nhá hãy cùng nhau ôn lại một chút nào một là gì đây nhỉ một là sim bưng xin nào hai là sinh căng sen Ba là Atarashi Ghi vào nhá Shinbun Mọi người nhớ phải tập viết thật nhiều Cái thời gian đầu tiên khi học n năm này các bạn hãy thật là chăm chỉ cho mình nhá Chúng ta sẽ gặp đi gặp lại từ này Viết đi viết lại từ này Để cho nó thật là nhớ đúng không nào Và ngoài ra cũng phải luyện chữ luôn đúng không Shinkansen sen hay là Atarashi Mọi người thấy uh, khi mà mình dạy mình cũng rất là chịu khó với trên bảng như này Để các bạn cũng thành cái thói quen học như vậy luôn nhá hay và như vậy là chúng ta đã học xong 6 chữ hán tiếp theo của bài ngày hôm nay đầu tiên là chữ gì nhỉ chữ thư một đôi bàn tay à một bàn tay năm ngón cầm cái bút để viết chữ nhật đúng nào hay tiếp theo chữ thực à ừ chữ thực này là ăn ăn, ăn bây giờ ở trong nhà thì việc tốt nhất tôi, tôi có thể làm đó là ăn chữ lương bên trong đúng không tiếp theo chữ ẩm này đó một người cầm tay này để à, uống uống đồ uống đúng nào hay là mình chống mắt lên để xem này hay là gì nhỉ À, ở ngoài cổng mình ghé tai để nghe này và cuối cùng chúng ta có từ từ tân đúng không nào người đi chặt cây mang rừng đi chặt cây về để làm nhà mới cái từ mới đó nhá yeah. và chúng ta sẽ cùng nhau chữa những câu của ngày hôm nay nhá câu số 1 là gì nhỉ ni namae o kakimasu ne là gì nhỉ? Viết tên vào đây. Câu số 2 này, Tokidoki, toshokan desu ne. Toshokan de benkyou shimasu là gì nhỉ? Thỉnh thoảng tôi có học ở ở thư viện. Câu số 3 này, mai asa pan no tabemasu. Hàng sáng thì tôi ăn ăn bánh đúng nào. Câu số 4 này, Vietnam no tabemono. So, tabemono wa oishi desu. Là gì nhỉ? Đồ ăn của Việt Nam thì rất là ngon. Hay. Câu số 5 này, ngược lại đồ ăn à không phải ngược lại đồ ăn bên cạnh đồ ăn chúng ta có đồ đồ uống là nomimono nomimono kaimasu là tôi đi mua đồ đồ nước uống đúng không nào câu số 6 asoko wa shokudo des ne shokudo des đằng kia là gì nhỉ là nhà ăn câu số 7 này ocha o nomimas ne nomimas uống trà câu số 8 này nihon no tabemono So, chúng ta audio lại như này, đúng không nào? Nihon no tabemono de ichiban Ah, nani ga ichiban suki desu ka? Bạn thích cái gì nhất trong đồ ăn của nước Nhật, đúng nào? Câu số 9 này Konban terebi wo mimasu Là gì nhỉ? Tối nay tôi sẽ xem tivi Câu số 10 này Ega kang de ega o mimashita Là tôi đã gì nhỉ? Tôi đã xem phim ở à, Gọi là gì nhỉ? chiều chiếu phim, đúng nào? Hay, và những câu cuối cùng nhé Shumatsu ohanami Hanami gì nhỉ? Đi ngắm hoa anh đào đúng nào? Oh Hanami shimasu cuối tuần tôi đi ngắm hoa anh đào. Câu số 12, Ongaku các cửa Kikimas Kikimas. Tôi à, nghe nhạc đúng nào? Câu số 13 này, Kare wa atarashi. So, atarashi gakusei des. Anh ấy là học sinh mới. Câu số 14 này. Maya sa shimbun desu ne. Shimbun o Yomimasu. Hàng sáng người tôi đọc báo. Và câu số 15 này. Shinkansen, Shinkansen Osaka e kaerimasu Tôi về trở về Osaka bằng tàu siêu tốc đúng nào? Tàu điện Shinkansen đúng không? Hay và bài học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây rồi. Các bạn nhớ ôn bài thật là kỹ nhá để chúng ta sẽ tiếp tục học những bài tiếp theo thật là chắc với kiến thức đã học nhá. Hay à otsukaresama de Bye bye.